Tại bi yê tiến lý hoàn thành tờ chi phân trung, san yu trở xin lý tâu mỉ man trơ hoàn xí, tàn trôi khoai lơ tờ chiêu sư bẩn chê khơ trần tờ bi yê sân. Em rất là vui vì mình đã được tham gia vào chương trình. Tại Lila Ma ở của chi chi su cao tấn xuệ xeo sang tứ của标准金属切断课程，我很高兴。当初得知被录取，我又高兴又担心，因为不知道在一年半的时间内是否能好好完成课程。但上课的时候，老师们学校关心教导我们专业技术软技巧，我们可以在企业实习。学校的先进装备也让我们提高了专业技巧。được tiếp thu kiến thức chuyên nghiệp ở doanh nghiệp giúp chúng em tốt hơn kỹ năng của mình hơn. Nhờ thiết bị trang thiết bị tân tiến của trường đã giúp chúng em nâng cao kỹ năng tay nghề của mình hơn. Hôm nay em rất vui và vinh hạnh khi được Tôi rất khai xin, và rất rủng xin tờ nâng cao san gia bi yê tiến lý. Tôi cũng là bây tớ của công sư lưu trị tờ sinh viên trở. Y nén ban trai vấn xeo xuế xí, dù quan chi xe, chồng sớm tâu bố léo chế tờ ủa, xin trai nâng cao sủ liên, chia toan, chơ choáng, hứa xí choáng tầng chi xe công chua. Em đã có thể làm việc chuyên nghiệp với máy cắt gọt kim loại, máy phái máy tiền. Chính quản trai xuân lì tật thống sử dễ hơi dụ khuân nán, tàn truy bây xuế qua tật chi su hớ sử sĩ, quần khoa hớ dụ hẹn tầng roạn chi chéo, tha mấn huy mán chủ trai của ngoài công chua tật suy chiếu, giao phủ sư chỉ, gia rình hứa sư huy.